Đáng yêu hình ảnh cậu bé ở chung cư gom hết đồ chơi ra chơi với cháu cô lao công. Tình bạn trẻ con thật đáng quý. Không rõ tình bạn bé nhỏ ấy nảy sinh từ khi nào và cũng chẳng rõ tình bạn bé nhỏ ấy nảy sinh như thế nào. Chỉ biết kể từ lúc đầu hè, hai người bạn nhỏ đã bắt đầu thân thiết với nhau. Một người là cư dân trong khu chung cư, một người là cháu của cô lao công đang làm trong tòa nhà ấy. Hai người đã tình cờ tìm thấy nhau, gắn kết với nhau thành một đôi bạn mới, cùng chơi đùa vui vẻ và hòa hợp. Hầu như không có một cuộc tranh giành cãi vã nào giữa hai đứa trẻ. Sự vô tư hồn nhiên thơ bé đã được chúng chơi từ trong nhà, rồi lại rủ nhau bày đồ ra giữa hành lang trong những ngày mất điện nóng nực. Bỏ cả máy tính, bỏ cả điện thoại, bỏ cả những cuộc vui trên những thiết bị điện tử hiện đại. Hai đứa trẻ tìm về những khoảnh khắc bình yên cùng nhau trong những ngày hè, cùng xây dựng một tình bạn tươi đẹp trong cái tuổi hoa niên đông đầy kỷ niệm. Kỷ niệm về một mùa hè rộn rã những niềm vui, những tiếng cười và cả những khoảnh khắc gắn bó với nhau không bao giờ phai nhạt. Có thể mai sau này khi trưởng thành hơn một chút, hai đứa trẻ sẽ không còn gặp nhau, nhưng những kỷ niệm về mùa hè năm ấy sẽ được lưu lại mãi mãi trong chiếc hộp ký ức tuổi thơ. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip cũng không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ một tình bạn hồn nhiên, bình yên của tuổi hoa niên vô cùng đáng trân quý. Một số bình luận được mọi người để lại: "Ôi sao mà dễ thương thế này, nhờ xem được clip của hai bé này mà tự nhiên tôi thấy yêu đời hẳn. Cha mẹ của hai bé hẳn đã dạy dỗ con rất tốt, biết san sẻ và trân trọng lẫn nhau. Đúng là tình bạn trẻ con hồn nhiên tươi sáng ghê. Trẻ con là những tờ giấy trắng, mà giấy trắng thì đều giống nhau, chỉ có người lớn đang cố làm cho tờ giấy trắng đó khác đi mà thôi." Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.